muốn chạy ngay lúc điểm lúc nào. Nắm vào người thân của chị ấy, không những cùng kỳ lạ và không chỉ riêng ở nước ngoài, ngay tại khu vực Nam cũng có rất rất nhiều bãi biển hay là người đó là như thế nào. Cùng theo dõi và video đi khám phá ngay sau đây các bạn nhé. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Quy Nhơn với đường biển dài chạy ôm quanh thành phố tuyệt đẹp, tạo thành hình bán nguyệt duyên dáng, nước xanh trong và rất vắng người. Đến thành phố, bạn có thể tắm biển ngay ở những bãi gần trung tâm mà không phải đi xa. Tại đây, chúng ta sẽ có dịp ghé thăm tháp Chăm Bánh Ít nằm ngoài quốc lộ 1 trên đường rẽ vào huyện Tuy Phước để vào thành phố. Cụm tháp có tuổi đời gần 1.000 năm này là một trong những dấu tích còn sót lại của lịch sử Champa. Tháp đôi nằm gần thành phố Quy Nhơn, nơi đã được tu bổ cải tạo thành một trong những điểm tham quan hấp dẫn của thành phố. Đầm Thị Nại và cây cầu vượt biển dài nhất cả nước nối thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai, khu kinh tế Nhân Hội. Tại đây có rất nhiều gành đá với phong cảnh ấn tượng. Kênh Giáng Tiên Sa và khu mộ Hàn Mặc Tử nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 3 km về hướng Đông Nam. Kênh Giáng trải dài dọc bờ biển trong xanh và từ đây có thể nhìn thấy thành phố Quy Nhơn. Nơi đây có bãi đá trứng với vô số hòn đá tròn nhẵn như trứng chim khổng lồ. Bãi tắm Hoàng hậu Nam Phương từng đến tắm ở đây. Mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử nằm trên đồi Thi Nhân và lầu Bảo Đại, một nhà nghỉ 3 tầng mặt hướng ra biển đã bị phá hủy trong chiến tranh. Sát kênh Giáng là bãi dại, bãi bàng, bãi xét, bãi dạng nằm trên quốc lộ 1D. Trong các bãi này, có bãi chỉ là những khu đá sát biển được người dân dựng lều trại làm nơi ăn uống. Có bãi là những bãi biển nhỏ xinh xắn, vừa làm nơi tắm biển, vừa quán hàng cho khách nghỉ ngơi. Vào những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, người dân Quy Nhơn thường chạy xe ra đây vui chơi cả ngày. Đến với Quy Nhơn, có rất nhiều những món ăn đặc sản hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua. Cua Huỳnh Đế xuất hiện nhiều nhất vào mùa xuân, khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch và chỉ có nhiều ở vùng biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định, Tuy Phong, Bình Thuận. Đó là những vùng biển có đáy cát vàng và nguồn nước sạch, trong xanh, nơi lý tưởng cho cua Huỳnh Đế phát triển. Rượu bào đá và ché, hai món đặc sản chứ danh của người Bình Định. Quy Nhơn được đánh giá là một trong những thành phố có nhiều hải sản tươi ngon nhất miền Nam Trung Bộ. Để thưởng thức hải sản, hãy ghé vào một trong những quán bình dân trên đường Xuân Diệu kéo dài, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn từ hải sản đến các loại bún và cả xôi nóng ngon lành, hấp dẫn mà lại hợp túi tiền. Bạn cũng có thể ghé thăm chợ trung tâm để mua nhiều đặc sản nơi đây. Để có thể di chuyển đến Quy Nhơn, bạn sẽ thấy có rất nhiều phương tiện phổ biến và bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm dịch vụ dễ dàng. Hiện mỗi ngày có 2 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và 1 chuyến bay từ Hà Nội đến với Quy Nhơn. Sân bay chính Phù Cát cách thành phố Quy Nhơn khoảng 33 km. Quy Nhơn cách Đà Nẵng gần 300 km, từ bến xe thành phố hàng ngày đều có nhiều chuyến xe khách đi và đến từ đây. Có thể di chuyển bằng tàu hỏa với thời gian khoảng 8 tiếng. Quy Nhơn cách Quảng Ngãi 174 km, cách Pleiku 186 km, cách Buôn Ma Thuột 223 km, cách Nha Trang 238 km, rất thuận tiện để khám phá những nền văn hóa ẩm thực cũng như con người của những thành phố lân cận. Nhìn những hình ảnh này của Quy Nhơn thì Thanh Tú muốn đến đây ngay rồi đấy. Nếu như các bạn giống Thanh Tú muốn đến và khám phá những bãi đá đẹp tuyệt diệu này hay là hòa chân vào nước xanh mát tại Quy Nhơn, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá xem trên hệ thống Bikini.com có những nơi nghỉ dưỡng nào đẹp tuyệt diệu các bạn nhé. Với những du khách mong muốn đắm mình trong bầu không khí riêng tư cũng như khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng không kém phần tiện nghi, cao cấp thì Avani Quy Nhơn Resort & Spa thực sự là một điểm lưu trú đáng ghi nhớ. Avani Quy Nhơn Resort & Spa tọa lạc ở thị trấn ven biển Duyên Dáng, Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 10 km. Avani Quy Nhơn Resort & Spa cung cấp hai loại phòng: phòng Avani Deluxe Studio Room và Avani Junior Ocean Suite. Tất cả phòng ốc đều được thiết kế chi tiết, tinh tế, kết hợp giữa lối kiến trúc Việt Nam thời Trung Cổ với nét chấm phá mang hơi thở đương đại tươi mới. Thiết kế không gian như bao la hơn, rộng mở hơn mà không phá vỡ đi cảnh sắc tự nhiên nơi đây. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn cùng gia đình hoặc bạn bè
có những phút giây thư giãn, lặng ngắm hoàng hôn buông xuống. Nghe tiếng sóng vỗ thì thầm bên tai và hưởng cái gió trời mát lành tại ban công riêng ngay trong khuôn viên phòng ở. Để chiều lòng mọi thực khách, Avani Quy Nhơn Resort & Spa phục vụ các món ăn đa dạng, phong phú, mang phong cách Âu Á, các món ăn địa phương. Đặc biệt hơn, nhà hàng và quán bar ở đây đều được đặt tên theo tiếng Việt, nhà hàng tre, quán gió, quán trà. Nhà hàng tre phục vụ các món ăn đặc sắc, tiêu biểu của Việt Nam. Đầu bếp tay nghề cao với tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng những nguyên liệu theo mùa để đảm bảo sự tươi ngon, bổ dưỡng nhất. Quán gió, thật đúng cái tên gọi của nó, các bạn sẽ cảm thấy thực sự thích thú với không gian thoáng đãng và gió biển chan hòa. Thưởng thức những đồ uống được pha chế từ những loại hoa quả nhiệt đới tươi mát, hẳn sẽ níu chân tất cả mọi người. Đến với quán trà, du khách thỏa thích lựa chọn hơn 30 loại trà khác nhau. Không dừng lại ở đó, Avani Quy Nhơn Resort & Spa sẵn sàng phục vụ tận phòng từ bữa sáng tới bữa tối với thực đơn Âu Á đa dạng. Các hoạt động giải trí thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách như yoga, dưỡng sinh, thiền, chèo thuyền kayak, các lớp tiếng Việt cơ bản, bóng chuyền, art booking, lớp dạy nấu ăn Việt Nam, các chuyến tham quan, khám phá thủ đô của Vương quốc Champa từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16, tham quan tháp Tràm, bảo tàng văn hóa, suối nước ngọt tự nhiên, làng nghề thủ công, chùa hay những nơi khác. Du lịch đảo, tận hưởng cảm giác đi thuyền thúng của địa phương và chèo thuyền đánh cá để dạo quanh hòn đảo riêng của khách sạn. Dừng lại để lặn biển, tắm nắng, bơi lội và dùng bữa trưa trên bãi biển riêng. Quy Nhơn có rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng với những tiêu chuẩn và dịch vụ đảm bảo khiến bạn hài lòng. Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn tọa lạc trên bãi biển nguyên sơ của thành phố Quy Nhơn, Việt Nam. Tại đây, bạn chỉ mất khoảng 35 phút để đến sân bay Phù Cát và dễ dàng tiếp cận nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn, nơi bạn có thể khám phá nền văn hóa Champa cổ xưa, cái nôi của các đặc trưng văn hóa Việt Nam. Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn được xây dựng trên tổng diện tích 4.300 m², nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện là bãi biển Quy Nhơn với bãi cát trắng mịn, trải dài tích tắc cùng làn nước trong xanh hiền hòa. Xa xa là những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong làn mây mờ ảo. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao quốc tế có tới 148 phòng nghỉ rộng rãi, bao gồm 11 phòng suite thích hợp với phòng khách sang trọng. Các phòng tại đây đều được thiết kế trang nhã, mang đậm bản sắc Á Đông, kết hợp hài hòa với kiến trúc đương đại. Phòng ốc đều được trang bị đầy đủ tivi truyền hình cáp, tủ lạnh, điện thoại quốc tế, phòng tắm riêng có bồn tắm và cỏ sen đảm bảo đáp ứng tất cả những mong đợi của khách công vụ cũng như khách du lịch trong và ngoài nước. Một số phòng cao cấp có thiết kế khéo léo với tầm nhìn toàn cảnh, bạn sẽ thỏa thích ngắm nhìn khung cảnh thanh bình của đại dương bao la cũng như cảnh lung linh huyền ảo của thành phố về đêm. Ở tầng 8, Sea View Cafe với sức chứa 350 người. Từ vị trí này, bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của đất trời và đại dương nơi tất cả như hòa làm một. Nhà hàng Imperial ở tầng trệt phục vụ các món Âu Á kết hợp. Thêm vào đó, những đặc sản tươi ngon, mang đậm sắc màu và hương vị địa phương luôn sẵn sàng chờ đón các bạn nếm thử. Và chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Phòng hội nghị Diamond ở tầng 1, câu lạc bộ thể chất, spa với các liệu pháp trị liệu hoàn hảo. Phòng tổ chức các sự kiện xã hội và hội nghị quốc tế lớn là một trong những dịch vụ tiện ích luôn làm vừa lòng những vị khách khó tính nhất. Nằm ở vị trí thuận lợi trong thành phố biển, khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn là một điểm đến lý tưởng để khởi hành chuyến du ngoạn của bạn ở Quy Nhơn, Bình Định. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Như một thiên đường nghỉ dưỡng và thư giãn, khách sạn mang lại sự đổi mới hoàn toàn với dịch vụ đặt tour những địa điểm thú vị như bãi biển Hoàng Hậu, bệnh viện tỉnh, bãi biển thành phố, chùa Đăng Khánh, tháp Bánh Ít, tháp Cánh Tiên, tháp Đôi, thành cổ Hoàng Đế, khu du lịch Cành Giáng. Như vậy là đến với Quy Nhơn, không những các bạn được hòa bình vào với thiên nhiên vô cùng tuyệt vời hùng vĩ nơi đây, mà các bạn còn được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp với dịch vụ chuyên nghiệp của Vivori. Và nếu như các bạn chúng ta muốn có thêm những lựa chọn khác, thì đừng quên liên hệ với chúng tôi theo số hotline 043-730-6622 hoặc 0911-091-229 các bạn nhé. Đừng quên theo dõi Vivori để cập nhật những thông tin hữu ích cho những chuyến hành trình và du lịch của bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.